Kazuha của Lee Seraphim là bằng chứng sống cho thấy K-pop có khả năng truyền cảm hứng và quyến rũ mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Thần tượng 19 tuổi này là một cựu diễn viên múa ballet chuyên nghiệp, người đã từ bỏ nhiều năm tập luyện khắc nghiệt để theo đuổi một con đường mới. Và có một người đã ảnh hưởng đến quyết định của cô, đó chính là Jimin của BTS. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Teen Vogue, Kazuha đã tiết lộ rằng niềm yêu thích của cô đối với K-pop không ai khác chính là ca sĩ Dynamite, người mà cô ngưỡng mộ vì kỹ năng nhảy đường đại đặc biệt của anh. Trước đây, tôi chỉ biết đến múa ballet, nhưng tôi đặc biệt quan tâm đến K-pop vì Jimin của BTS, bởi vì anh có học chuyên ngành múa đường đại, Kazuha chia sẻ trong tạp chí. Trước đây, không chỉ quan tâm đến múa ballet, cô nhận ra rằng K-pop là một thể loại mà bản thân muốn theo đuổi. Cô đã hy vọng rằng nó có thể giúp cô theo một cách đa dạng. Cô đã hy vọng rằng nó sẽ giúp cô thể hiện bản thân theo một cách rất đa dạng. Tôi say mê K-pop. Tôi đang nghĩ rằng mình muốn thử thể loại vũ đạo và âm nhạc này để có thể thể hiện bản thân một cách đa dạng, Kazuha nói. Một khi đưa ra quyết định, cô không bao giờ nhìn lại. Mặc dù phải bỏ lại tất cả những gì cô biết và chuyển đến một đất nước xa lạ khác, Kazuha vẫn làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ của mình. Cuối cùng, Kazuha đã ra mắt trong Lee Seraphim và hiện là một thần tượng K-pop được săn đón, người đang nhận được nhiều sự ủng hộ. Tất cả là bắt đầu khi Jimin truyền cảm hứng cho cô bằng điệu nhảy tuyệt vời của anh ấy. Thật tuyệt vời đúng không nào? Và chúng mình là News BTS. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!